Các em thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chuyển sang dạng toán số 2 của bài học hôm nay, đó là giải tam giác. Giải tam giác thì là cái kiến thức mà chúng ta được biết từ hình học lớp 9. Giải tam giác có nghĩa là tìm tất cả các yếu tố còn lại của tam giác về cạnh và góc. Bài toán cho các yếu tố cạnh và góc nhưng mà còn khuyết thiếu thì chúng ta sẽ tìm toàn bộ các cạnh của tam giác và các góc của tam giác ra. Thì đấy gọi là bài toán giải tam giác. Thì lớp 9 chúng ta làm việc với tam giác vuông, thì sang lớp 10 chúng ta đã học được đến tam giác thường và thông qua hai định lý vô cùng quan trọng là định lý hàm số cos và định lý hàm số sin. Đó. Thì chúng ta chú ý này, nhắc lại cái kiến thức này. Giải tam giác là tính các cạnh và góc của tam giác dựa trên một số điều kiện cho trước. Bài toán cho trước một số yếu tố rồi. Đó. Thì cái thứ hai là chúng ta sẽ áp dụng phương pháp là chúng ta sử dụng định lý hàm số sin và hàm số cosin. Định lý tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ. Chúng ta có thể sử dụng bất đẳng thức tam giác để chúng ta loại trừ đi, đúng không nào? Ví dụ tính toán ra thì chúng ta loại trừ, hoặc là sử dụng cái định lý và quan hệ giữa góc và cạnh đối diện nhé. Góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn. Cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn. Thì đối với bài toán giải tam giác này thì nó có một số dạng chúng ta hay gặp và chúng ta áp dụng như thế nào thì chúng ta chú ý này. Ví dụ như này, cho tam giác ABC, đó, tam giác ABC, và các cạnh của mình là cạnh đối diện với cạnh góc A là cạnh A, đối diện với góc C là cạnh C, đối diện với góc B là cạnh B. Thì thông thường chúng ta sẽ gặp 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là biết một cạnh cộng với này hai góc kề nó, góc kề với nó nhá. Đó, ví dụ biết cạnh BC bằng A, biết trước nhá, cái này mình biết trước này, đó, và góc biết góc B rồi, biết góc C rồi. Đó, bài toán yêu cầu của chúng ta là giải tam giác này. Khi biết cạnh BC cho trước nào, biết góc B bằng bao nhiêu rồi, biết góc C bằng bao nhiêu rồi. Thế điều đầu tiên là nếu như trường hợp này thì chúng ta áp dụng ngay định lý là tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ thì ta sẽ áp dụng tính được góc còn lại, đúng không? Áp dụng định lý tổng ba góc, áp dụng này, định lý này, góc A, góc B, góc C bằng 180 độ. Để tìm cái góc còn lại, đúng không? Để giải quyết ngay cái trường hợp tìm góc trước được thế nào. Thế bây giờ này, biết ba góc rồi, đúng không? Thì để áp dụng tiếp định lý mà chúng ta giải quyết được tìm cái cạnh nữa, đúng không? Bây giờ có một cạnh rồi, phải tìm hai cạnh còn lại. Nghĩa là chúng ta sẽ phải áp dụng hàm số sin. Hàm sin. Áp dụng hàm sin. Đấy. Hàm sin. Chúng ta chú ý đến đây là hàm sin là A trên sin A bằng B trên sin B bằng C trên sin C bằng AR. Hãy áp dụng hàm số sin, chúng ta giải quyết xong bài toán nhé. Phải biết cạnh rồi, biết góc rồi. Ví dụ biết cạnh A rồi, biết góc A rồi thì ta vừa xử lý xong đấy. Đó, thì ta sẽ tìm được, bây giờ biết góc B rồi thì tìm được cạnh B sẽ đơn giản rút ra thôi nhé. Đây là cái dạng mà biết một cạnh và hai góc kề với nó. Tiếp theo sang dạng số 2. Đấy, dạng cái loại thứ hai là chúng ta gặp đó là biết một góc. Biết một góc xen giữa hai cạnh, đúng không? Và hai cạnh kề với nó nhá. Đây, kề với nó. Đó. Biết một góc và hai cạnh kề với nó. Ví dụ như này, chúng ta xử lý một cái tam giác này luôn nhá. Đấy. Thầy ví dụ như này nhá. Thầy ví dụ như này. Em biết được góc A rồi. Đúng không? Bài toán cho góc A. Biết góc A này, hai cạnh cạnh B biết, cạnh C biết, đúng không? BC được biết. Biết hai cái này này. Góc A biết rồi đúng không? Thì điều đầu tiên là chúng ta sẽ áp dụng định lý hàm số cosin để tìm được cạnh A nhé. Bây giờ các bước về tuần tự áp dụng hàm sin, định lý hàm sin nhé, hàm cosin nhé, hàm cosin để tìm cạnh còn lại. Rất là dễ đúng không?
Ví dụ thầy chỉ nói về cạnh A thì ta có A bình bằng B bình cộng với lại C bình trừ 2BC nhân cos góc A. Đó. Biết góc A rồi, biết cạnh B cạnh C rồi thì ta hoàn toàn tìm được cạnh A nhá. À, thế thì bây giờ này đã biết được cạnh này rồi đúng không? Biết cạnh này rồi. Đó, biết ba cạnh rồi. Đó. Góc biết rồi đúng không? Thế để tìm góc còn lại ta sẽ áp dụng định lý hàm số. Đây, ví dụ như này, hàm số cosine tiếp nhá. Áp dụng hàm cosine để tìm góc còn lại nhá, em nhìn nhá. À, ta đã biết cạnh B chưa? Biết rồi. Biết cạnh C rồi, biết cạnh A rồi và biết cả cái này rồi. Thì ta chú ý là ta sẽ áp dụng tiếp tiếp tục áp dụng định lý hàm cosine nhá. Thì ta tìm được góc nhá. Tìm góc thì chú ý này. Cos góc A. Đấy. Thì đây thì nói tổng quát nhá. Còn đây như ví dụ bài này ta tìm được góc B. Cos A sẽ bằng đây, cos A đây bằng B bình cộng C bình trừ A bình trên cho 2BC. Đây định lý hàm số cosine mà rút được cos được chưa? Nếu như cos góc B sẽ bằng gì nhỉ? A bình cộng B bình trừ đi A bình cộng C bình trừ B bình trên cho 2AC vân vân được chưa? Và đương nhiên là chúng ta đừng áp dụng tiếp hoạn định lý hàm cosine để mà tìm góc còn lại, góc cuối cùng, mà khi biết hai góc rồi, góc còn lại thì ta sẽ áp dụng định lý tổng ba góc trong một tam giác bằng 180, góc A cộng góc B cộng góc C bằng 180 độ nhá. Em khi biết hai góc rồi, góc còn lại thì ta lấy 180 trừ đi tổng hai góc kia. Rồi. Đây dạng toán số 1 này, biết một cạnh và hai góc kề với nó. Số 2 là biết một góc và hai cạnh kề với nó. Cái loại thứ ba mà chúng ta sẽ gặp đó là biết cả ba cạnh nhá. Đây, viết nó đây. Biết ba cạnh. Chúng ta biết ba cạnh của tam giác mà họ yêu cầu giải tam giác nhá. Ví dụ đây, ta chưa biết gì về góc này, chưa biết theo góc nhá. Đấy, thì bài này cũng rất đơn giản thôi. Thì và biết ba cạnh này rồi thì ta buộc phải áp dụng định lý hàm cosine. Lý hàm cosine để tìm góc, vì cạnh biết hết rồi mình không quan tâm. Đây thì thầy không viết lại nữa nhá. Cosine này biết cạnh A, biết cạnh B, cạnh C, ta hoàn toàn tìm được góc A nhá. Qua đây, cos A bằng B bình cộng C bình trừ bình trên 2BC. Đó, các bạn hiểu chưa nào? Áp dụng định lý hàm cosine thì ta sẽ có tìm được góc A này. Tương tự như vậy, ta có thể tìm được góc B. À, hoặc đến đây thì ta có hoàn toàn thoải mái là áp dụng định lý hàm số cosine hoặc là định lý hàm số sin đều được cả. Vì góc và cạnh ta biết rồi. Và áp dụng cái thứ hai là tổng ba góc trong tam giác bằng 180 để tìm góc cuối cùng. Được chưa? Đó. Đây là ba cái bài toán nhỏ mà chúng ta hay gặp trong dạng toán giải tam giác nhé. Đấy, chúng ta chú ý là thứ tự áp dụng như nào cho nó hợp lý. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau vào các ví dụ minh họa.